Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ test cái độ ồn của quạt Nhật. Đây là lúc chưa bật nha mọi người nha. Đây là quạt chưa bật nha. Thì mình sẽ ngưng lại không nói nữa. Đấy, độ ồn nó rơi vào tầm khoảng 55 đến 60. Bây giờ mình sẽ bật quạt nha. Mình sẽ bật số to luôn. Mình bật con quạt này. Đấy, thì nó lên đến 93 đến 94. Đây là một con quạt trong số lượng rất là êm rồi đấy ạ. Đó, thì nó sẽ chênh nhau là khoảng 10 cho đến 20 decibel.